Như trước mắt mọi người đang là toàn cảnh khu sân vận động Lòng Chảo trước cửa nhà thờ Sapa. Đây, nhà thờ đây. Với lại trời nó hơi tối nên là hình ảnh không được rõ nét lắm. Có như tin đồn 30 tháng 4 là ở đây chương trình sẽ có pháo hoa. Tôi hình hóng pháo hoa nhưng mà chưa biết là có ở lại được không. Hệ thống âm thanh ánh sáng được đầu tư rất là kỹ lưỡng, chắc là mượn đâu đó. Loa này treo lủng lẳng. Ở góc khác ở trường. Đây là hậu trường. Chúng ta nhìn thấy đây là cái biển màn hình LED. Không biết bao nhiêu những cái bóng LED để nó tạo thành một cái màn hình LED. Khi chúng ta vừa xem trước. Đầu tư rất là công phu và ánh sáng. Rồi bà con này cho tối là tối sẽ lên biểu diễn. Chú cháu hỏi tối bắn pháo hoa ở chỗ nào nhỉ? Vâng, có pháo hoa đúng không? À, tối nay có đúng không? Vâng. Và từ một góc khác nhìn ra xung quanh đủ vây cứt rồi. Đúng chưa? Quay vòng tròn nhá. Ủy ban nhân dân huyện Sapa đấy, phân hóa khèn à, tối mang khèn đây thổi xong ông được chứ nào. À, xin mời tất cả diễn viên của các nhóm chúng ta tập trung về hai bên để chạy một lần. Đề nghị tất cả các cô, các chú, các anh, các chị chúng ta tươi tắn lên, xinh xắn lên để tối nay diễn, được chưa ạ? Lần này là lần cuối cùng. Chúng ta chạy xin tươi tắn lên, đéo cho diễn nữa là xong. Đây một góc khác, chỗ này đã người mông buôn bán đồ thổ cẩm. Hàng được bày bán tràn lan, chủ yếu phục vụ cho khách du lịch. Đây dưới chân tôi này. Đấy. Túi sách này, cặp sách này, áo này, mũ này. Thôi có thể là Made in China kìa. Đây Made in China này. Đúng rồi, nó được rồi. Ngăn rừng rồi. Còn đây là khu này bảo hiểm PVI, khu tòa nhà này là khu cà phê cà pháo khách du lịch. Đây tôi sẽ zoom cho lại cho bà con nhìn thấy. Hơi mở. Đấy, tập thứ tây rồi. Thôi chúng tôi xin quay trở lại chỗ sân khấu này nhá. Đây là các thiếu nữ mong tập duyệt chương trình để tối nay biểu diễn. Nhìn nhau làm cho đều vào. Nhìn làm cho đều vào. Đẩy ô, đẩy quạt, à, đẩy khèn lên, chuyển. Chạy vòng tròn. Lên với nữ. B.
chàng trai theo nắng chiều.